mắt cũng trước rồi đây. A B Quỳnh vi sinh Huyền. Cùng hai đứa Huyền Phúc chắc qua rồi, chắc chưa lại. Qua gì nữa? Chắc bên kia đông chứ, Nhật xe đông. Hello. Bên đó ăn cơm chưa? Chị bé ơi, chị lên luôn đi. Anh đồ. Cái đồ chị thuận rồi, mấy kia một phút. Kêu phút chứ. Nhỏ quá à. Bớt xạo. Tôi nghi lắm. Xong chụp chạy về lại trừ. Lấy đi chị đi giường đi. Cắt camera làm gì? Ốc mày về với mày camera nhầm nhò chi? Mình đã đông không gì thường? Hôm qua, hôm qua đông không? Hôm qua 5-7 người á. Chục, chứ hôm qua với đâu đông. Hôm qua hả? Ừ. Hôm qua mấy người? 5-7 người á. Là mấy người mà ghê chi? Ghê mấy bữa. Hôm qua để chị vừa hồi mua nữa. Ui, năm nay nó của cho nó đang chi lá đấy hè. Cái dứt câu rồi là bắt đầu vô phun ba phong. Ừ. Cái đỉnh tội, cái... Ừ, đó, không có thể bằng nữa. Ừ. Bên đó mấy giờ mới ăn cơm? Chuẩn bị ăn đó. 12 giờ, lúc 12 giờ. Ừ. Về em nghĩ là. Nghĩ là. Đồ mới nghỉ 3 ngày lận. Có ai đồ thì đâu qua hai người dữ không? Bên đó khi nào thấy quay nhiều không chị Thuận? À, quái à? Bình thường lắm nè. 10 cái là ra gì thôi? Anh ý à? Ừ. Hôm qua cũng mười mấy cơ. Chết lời ghét thôi. Mẹ. Ngày chứ 2, 4, 5, 6 ừ. 6 cả lên hết nữa. Ủa, đứng lên mãi đi phải cái bác. Phải thế, sao cái chùi đang đủ không rồi. Đây có con lũi mấy mẹ. Nếu đang mãi đứng phải ha. Ờ, bê máy bên đây khóc mấy bên đó mà. Con lỗ mà. Có đây ngồi. Rồi. Nhà không mua ra viện cũng. À thứ hai tuần tới. Ủa. Tuần họ cho ra hay mình xin á chị? À. Răng đợt em lên răng. Em thấy cũng đỡ rồi. Mà là chuyện đó đó. Nói chuyện cũng bình thường. Mà có nhức đầu. Bà còn nhức đầu. Bà thấy nhức đầu không mới cho bà về đó. Bữa nay không biết đỡ nhức đầu chưa chứ còn nhức đầu lắm. Bữa chưa kéo thêm chúa nghe. Ăn xoay và ăn cóc. À bữa mình lên là bà đang có kinh. Bữa kia bà có bà đang tới tháng mà. Bữa lên là bữa kêu đang có tới tháng. Bữa kêu chị đang tới tháng mà là chắc chắn là chị không có rồi. Bà bình thường mà, ở đây mới cái ly à. Bình thường mà nhá hết mà. Ly à, yên à, ồ, thôi đi tranh thủ về chứ để chị Loan gì coi camera thấy cái gì chị Loan la đó. Bên là chị đã nói rồi, chị nói trên đi bọn em đi rồi. Ý là nhà vẫn biết, nhà nói đó mà. Cái nhà người tranh thủ về chứ để chị Loan gì coi camera gì thế. Bình thường vậy đó. Kiểu bị loạn á. Bị loạn. Kiểu như giống như mà suy nghĩ nhiều quá, cái rối loạn thần kinh á. Rồi là có người hành giống kiểu hành trượt chứ hành từ sống mà mình quá kìa. Hành sống đụng với bản chất của hắn á. Cứ thú mình lại cái chứ mình bị búng. Cái ngày đầu tiên vô quậy lắm, hát hò nhảy quá đi, hò cột tay cột chân là quá. Đúng quá. Ok, ngày nấy bà bị chi đó. Bà kêu bà quậy quá.
vô bà hát họ bà nhảy. Bà biết bà như đứa luôn mà chị Thuận. Bình thường mà. Giờ bà kêu là do người nhà nói nữa. Kêu chị gái ha. Chị gái nói bà. Ủa? Trượt khi bà đấy hả? Trước khi bà kêu đâu phải tự nhiên mà bị nó đau, do bà bị bà nói đó, bà nói y như bà quay video đó đó. Bữa quay quay video bà khóc á. Bà khóc rằng bà nói rằng là bữa hôm đó bà đi bà nói lại đó đó. Nhưng mà vậy là chị mới nói vậy đó. Chị gái ai biết được, chị gái ở gần nhà đó. Có chị gái ở gần nhà không? Ừ, đứa thôi cũng chịu. Bà chỉ nói có chị gái gần nhà nói thôi, không biết là chị mua nói hay là hai chị nói luôn cũng có rồi. Bà nói cái bà kể lại với My, bà nói video bà quay bà khóc, bà nói là bà nói đó đó. Bà tin đâu đó. Bà nói lại bà thì trong video bà khóc đó. Sáng chưa đấy có khách không? Có. Mở cửa rồi khách vô mới tới giờ đó. Ngày mai chị mua coi thử lên thử được chứ, coi thử chưa có nó kiếm thêm cốc của thùng xoài mà mẹ ngay chưa nữa. Kiểu thêm mà bắt nè, nhưng mà ý là đang cái trò đó thôi, uống thuốc trong nó uống kinh khủng luôn mà. Thì chưa có thì ấy thôi chứ gì đó. Rồi bỏ. Chứ uống thuốc dễ sợ luôn mà. Uống thuốc ngủ kinh khủng luôn á. Uống thuốc ngủ à? Ừ. Bữa đó coi cái tí nói bắt uống thuốc ngủ bắt ngủ khang đó luôn mà. Ngăn rồi nữa hả? Ừ. Xong ăn tưởng hả? Không uống thôi họ. Thôi bác uống mà. Bác uống đứng đó bác nhét cho miệng nút xuống mới chịu chứ họ không cho. Ủa? Bác sĩ đứng bên đó đó. Bác uống vô. Không nha cái họ làm được là mình ngủ đã rồi mình thần kinh mình ổn định được các nhưng bạn. Mà ngủ nhiều quá hồi xưa bà cô em cũng dưới đó cho ngủ nhiều quá sợ hồn đơ người luôn đi về đó nhưng mà đâu có phải là ngủ như quả đâu chị thấy giống kiểu hàng cũng có tiện không có hoàn được thôi chứ chắc thuốc liều nhẹ thôi buổi tối nhưng bà kia bữa nay cho uống 2 viên lận không tại vì lên cùng hành tình thức về đô nay cái giống kiểu giờ sáng có giờ đó nhưng mà ý là ngủ kiểu ngủ của thuốc con đừ nhưng mà bà còn đau đầu lắm. Bà ngồi chậm bà đau đầu quá bà đi vô. Nói chung là bác sĩ mà vẫn lắm ạ. Hẳn mà đợt như thế ạ. Một là sẽ lên luôn ạ. Còn không là bị nặng hơn. Cái sáng chỉ là mà cái đoạn nhan về thì cho hành về dễ chơi ngay thôi. Về đâu về tìm á hả? Đấy. Dễ tìm á. Lịch lang thang vui lắm chị. Mấy người trong đó không có gia đình đi tham á, thấy tội lá. Là dồn cái sổ mía. Mà nhờ điện thoại đâu có gọi gì đó. Ôi chết cha rồi trời. Làm xong bạn nó kể chứ chết mẹ thầy. Nói gì nữa. Ôi chết. Mỗi sáng là con đứng dậy rồi chứ còn nặng lắm hết sáng không? Mẹ bạn này chứ có chết chết mẹ thầy. Nói chuyện sớm á. Anh vệ tình là 2 tiếng đồng hồ. Nó kêu rồi. Không quay mà nặng dữ rồi. Không, mình nặng lắm. Mình nghe tí mình lùi cho lòng. Không lúc em nghĩ là chị chưa thể nè chặt chị nó cái có đến cái mà phải nè giờ khách không đông chứ đông gì á chị đóng cho bên lỗ mà nhưng bé để
tay bác nàng kỹ vậy nó sao mà nàng giữ vậy nó không biết đau à. Không đau. Bữa nay hành tự đoàn tạm chứ nó tạm rưỡi á. Cái này mình nuôi vô thì nó thế. Vô nghĩa rằng là được. Nè. Nè 100.000.